Vâng, sau đây là thành quả anh em tôi đã. Các bạn thấy đông chưa? Quá đông luôn, chắc luôn. Chắc luôn này. Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay tôi làm video cách hãm tiết canh vịt để cho mọi người tham khảo nhé. Mỗi một con vịt các bạn nên cho lưng lưng bát con nước. Hai muỗng mì chính. Hôm nay tôi hướng dẫn cho các bạn đánh bằng mì chính. Đánh bằng muối trắng thì nó sẽ ngon hơn. Hôm nay để video sau thì hướng dẫn các bạn đánh bằng muối trắng. Các bạn cho mì chính vào và quấy cho thật là tan mì chính ra nhá. Quấy đây, quấy bao giờ không thấy mì chính nữa rồi. Lượng nước này là đánh con vịt tầm 2 cân rưỡi 3 cân, các bạn cho như này là đủ rồi. Sau đó khi đánh tan mì chính rồi, các bạn phải cắt tiết. Các bạn chọc bằng lách nhé, bằng lách tiết ra sẽ đỏ hơn. Các bạn quấy khi nào mì chính nó tan hẳn ra nhá. Đó, bắt đầu là ta đi cắt tiết về đấy. Mọi người nên cắt tiết ở lách thì nó tiết nó sẽ đỏ, nó sẽ đẹp hơn. Cắt ở cỏ, ngan nó nhanh chết. Đánh hành hai em cho các bạn xem. Hai em đang chuẩn bị. Sau một lát là hai em vịt đã trắng nõn là. Đó. Các bạn muốn hướng dẫn về cách làm nông vịt sạch như thế này thì để lại bình luận để tôi làm video để hướng dẫn các bạn về cách pha nước để làm vịt sạch như thế này. Các bạn nhìn chưa? Sạch còn hơn là lông gà. Đó, trắng phao, không còn tí lông tơ nào luôn. Rồi nhé, các bạn nên là làm qua sống dao để nó sắc nó mềm ra để ta ăn nó đổ khẩu. Đó, các bạn cần qua rồi ta hấp băm nhé. Vâng, khi các bạn xào thay thấy nhuyễn nhuyễn là nhuyễn, bạn cho một chút tả. Một ít hành khô. Các bạn trộn đều với nhân.
Vâng, đang thấy là nhuyễn rồi, quá ok. Bây giờ tôi sẽ cho vào chảo và tiếp tục xào lên. Vâng, và bây giờ bắt đầu nồi bếp lên xào các bạn. Nó ra nước nhé, bây giờ nó khô nước, nó hơi xem xém thì các bạn bắt ra. Bây giờ nó vẫn chưa được. Mọi người đảo đều, bây giờ đến khi nó cạn nước là thôi. Đó. Mùi thơm nó tỏa lên, rất là khó chịu. Nhức hết cả mũi rồi. Đây. Vâng. Và bây giờ nhân đã bắt đầu là khô hết nước rồi. À, bắt ra là cho vào ban là chuẩn bị đánh ạ. Quá là thơm luôn. Đó. Các bạn nhìn chưa? Đã mát chưa? Đây. Nhân bây giờ nó cạn hết nước này là các bạn bắt ra nhé. À, bây giờ tôi tắt bếp. Và ra cho ra bát để chuẩn bị đánh nha các bạn. Rồi bây giờ là cho ra bát đây các bạn. Đây. Các bạn thích ăn thịt thì đánh bằng nhân thịt nhá. Còn đây là đánh bằng xương, xương sống. Vâng, đây là cách hãm nước này các bạn. Đó, tiết hãm bằng mì chính này khi nước ta cho một chút muối súp để cho có vị đậm. Thì tiết mình hãm mì chính rồi, giờ không cho mì chính nữa. Đó, các bác cho, các bạn cho khoảng lưng bát tô nước mà hai muỗng nhựa mì chính, hai quen muối súp, các bạn quấy đều lên nhá, quấy cho tan hết muối đã. Các bạn nếm nước nếu nó vừa là các bạn thôi nhá, đừng để mặn quá, cũng đừng để nhạt quá. Vâng, các bạn đã múc sạch nước ở bên trên đi nhá, để lại mỗi phần tiết thôi nhá. Chéo là cho sáng không Cường? À, đứng chéo là cho sáng này. Cái gì? Các bạn hớt sạch nước. Đứng chéo là cho sáng không? Tiết hãm xong là nó đọng dưới, các bạn múc hết nước ở bên trên đi. Sau đó các bạn quấy đều với lại nước đã pha. Đó, các bạn múc khi nào thấy nước ở trên đó, các bạn nghiêng đi múc bằng hết nước. Còn để nguyên phần tiết lại. Vâng, khi đã hớt hết nước rồi các bạn chuẩn bị trộn với nước sôi để nguội nhá. Vâng, bây giờ tôi sẽ hãm cho các bạn xem. Đã cho nước ra đun sôi để nguội, đã có pha muối á. Đó, 2 3 3 thìa rưỡi tiết, 2 thìa nước. Các bạn quấy đều và cho vào đánh cùng với nhân. Khi đánh các bạn không nên quấy nhân mà hãy dầm dầm xuống để cho tiết nó sẽ nóng xuống và nó sẽ rất là đông. Đó, màu rất là đẹp. Vì tiết trước là chúng tôi là hãm bằng mì chính nên là giờ nước là các bạn phải đánh với muối. Các bạn nếm muối, nước muối làm sao cho nó phù hợp thì các bạn đánh. Đó, các bạn cứ như thế.
Các bạn lưu ý là không nên quấy nha, chỉ nên nhấn đều nhân xuống để cho tiết nó tràn lên là được. Hai thìa nước, ba thìa tiết, tỷ lệ là 2:3. Ở đây hai con vịt tôi chỉ đánh 5 bát, còn tùy theo các bạn ăn nhiều ăn ít các bạn đánh nhiều lên. Nếu các bạn có nhu cầu đánh về hãm bằng muối thì hãy để lại bình luận để tôi làm tiếp video hãm về muối cho các bạn được thưởng thức. Và bây giờ các bạn nên là cái ban này hơi ít thì ta cho thêm một tí nữa để nó tạo màu. Rồi, quá là đẹp mắt. Đồng đã đồng. Đồng luôn. Các bạn thấy video hay thì hãy cho xin một like, đăng ký để tạo thêm động lực cho tôi được làm những video sau được hay hơn. Và sau đây là món canh đắng đã được chuẩn bị sẵn để nấu một món canh đắng bằng lòng ngan, lòng vịt rất là ngon. Vâng, sau đây là thành quả anh em tôi đã, các bạn thấy đông chưa? Quá đông luôn, chắc luôn. Chắc luôn này. Bạn thấy đông chưa? Đông chắc nịch luôn nhé. Còn hơn tiết canh lợn luôn. Đây là thành quả anh em tôi nhá. Mời mọi người cùng thưởng thức cùng anh em tôi ạ. Xin chào và hẹn lại và các bạn ở những video tiếp theo.